Tâm điểm chiến sự sáng 31 tháng 7 Trộn tinh 4 máy bay F-16 đồng loạt xuất kích trên bầu trời Odessa nhắm mục tiêu vào Crimea Quân Nga rơi vào vạt dầu ở Torez, lính huy động Nga ho sa máu trước đòn pháo binh của Ukraine Lực lượng Nga tiến về phía tây bắc Adybka, chiếm các khu định cư quan trọng Tổng thống Slovakia cảnh báo rằng nếu Ukraine không mở van dầu Nga sang châu Âu. Tổng thống Zelensky cùng với tướng Sikski thị sát tiền tuyến ở Kharkov dưới làng đạn pháo của Nga. Mỹ bơm thêm tiền khủng cho Ukraine, Moscow phẫn nộ. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Rộ tên bốn máy bay F-16 đồng loạt xuất kích trên bầu trời Odessa nhắm mục tiêu vào Crimea. Vâng, kính thưa quý vị, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington kết thúc vào hôm 11 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ đã thông báo các máy bay chiến đấu F-16 đang trên đường tới Ukraine, Thông tin này lại một lần nữa được lan truyền. Theo một báo cáo trên trang web quân sự Bulgarian Military, bộ máy bay chiến đấu F-16 đã được nhìn thấy trên bầu trời Odessa ở miền nam Ukraine do lo ngại bị quân đội Nga bắn hạ. Mảnh vỡ của máy bay chiến đấu F-16 sẽ bị quân đội Nga thu giữ, nên Bộ Tham mưu NATO yêu cầu tiêm kích F-16 thực hiện nhiệm vụ ở miền nam Ukraine, đặc biệt là bán đảo Crimea. Do Crimea ba mặt đều được biển bao quanh, nên dù máy bay chiến đấu F-16 có gặp sự cố, thì việc cứu hộ cũng sẽ thuận tiện hơn. Các máy bay chiến đấu F-16 này được cho là đã cất cánh từ Romani và quay trở lại căn cứ không quân Romani sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Truyền thông Nga suy đoán đây có thể là lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do phi công Ukraine lái để bay thử nghiệm trước đó những chiếc F16 này đã được cất giấu ở Ba Lan hoặc Sumani. Theo các hãng truyền thông Nga, địa điểm F16 xuất hiện là ở Odessa, nơi có vị trí chiến lược, trước hết nó chỉ cách bán đảo Crimea 180 km. Các nhà phân tích nhìn chung cho rằng sự xuất hiện của F16 đồng nghĩa với việc Ukraine có thể hành động chống lại các trận địa phòng không của Nga trên bán đảo, từ đó giành được vị thế đàm phán có lợi cho mình. Thứ hai Odessa là thành phố cảng lớn nhất trên bờ biển đen, kể từ thế kỷ 18, đây là cảng biển Nga mong muốn có được nhất. Trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, khối lượng vận chuyển hàng hóa hàng năm của biển đen đã đạt con số đáng kinh ngạc là 1,7 triệu container. Ngoài ra thì đây còn là tuyến đường năng lượng đẳng cấp trên thế giới, kết nối các tuyến vận chuyển dầu khí từ Trung Đông tới Nga. Đối mặt với bối cảnh chiến lược như vậy, NATO từ lâu đã tập trung nhằm vào Biển Đen và Crimea, đồng thời tăng cường tiếng nói của mình bằng cách thu hút Rumani, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia ven biển khác. Trong khi đó, theo báo Mỹ Washington Post, xác nhận rằng tiêm kích hàng nhẹ F-16 Fighting Falcon đã tới Ukraine, nhưng chúng sẽ không bay gần các khu vực chiến đấu. Quân nga rơi vào vạt dầu ở Torez, lính huy đầu nga ho ra máu trước đòn pháo binh của Ukraine. Thưa quý vị, quân đội nga sau khi đạt được thành công cục bộ theo hướng Torez, nhưng với tổn thất là rất lớn, hàng trăm người chết mỗi ngày. Tuy nhiên, dòng chảy của các nhóm tấn công không hề giảm mà luôn lớn. Điều này đã được chỉ huy trung đội của lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không độc lập số 95, thiếu úy Stanislav Krasnov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Radio NV. Theo ông, người chủ Nga đang đặt cược vào một bước đột phá trong tuyến phòng thủ của Ukraine. Sĩ quan quân đội Ukraine cho biết, quân dự trữ Nga chắc chắn sẽ tiếp tục tăng. Không chỉ bộ binh, ở đây có một lượng pháo binh khổng lồ được tích lũy. Lực lượng không quân đang hoạt động, hàng chục quả bom được thả mỗi ngày vào các vị trí phòng thủ. Ở hậu phương, trên các vị trí hậu cần, họ đang cố gắng phá vỡ liên lạc của chúng tôi ở phía sau, nhưng trong hầu hết các trường hợp, họ tấn công thường dân ở Torets, họ đã phá hủy tất cả các ngôi nhà ở Torets, chủ yếu là bom KAB. Ông nói thêm rằng các phương tiện khác cũng cho thấy không có sự suy giảm, đặc biệt chỉ huy trung đoàn số 95 Ukraine đã bình luận dựa trên ý kiến của nhiều nhà phân tích Ukraine và phương Tây rằng quân chiếm đóng đã tiến tới đó nhưng vẫn sẽ ho ra máu vì mặt trận phức tạp các khu công nghiệp kè đường sắt cũng là những ranh giới rất khó cho một cuộc tấn công ông krasnov nói rằng ở một số nơi vâng quả thực địa hình có lợi cho chúng tôi nhưng không phải ở khắp mọi nơi tôi không thể nói rằng toàn bộ tuyến phòng thủ của chúng tôi rất thuận lợi cho việc phòng thủ nhưng thực tế các trận đánh của chúng tôi đang khiến cho những kẻ chiếm đóng ho sa máu chỉ huy của nga đã ném quân dự bị như bia đỡ đạn vào chúng tôi họ đang chết dần chết mòn Ông nói thêm, hàng ngàn người chiếm đóng không hề tha thứ cho họ. Họ sử dụng chúng, làm bia đỡ đạn cho pháo binh của chúng tôi. Thật không may cho họ, tình trạng này lại xảy ra hàng ngày. Lực lượng chiếm đóng của Nga đang tiến hành các cuộc tấn công ác liệt nhất tại các khu vực thành phố Pokrovska có tầm quan trọng chiến lược ở vùng Donetsk. Nó nằm trên con đường chính đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế đến các tiền đồn khác do Ukraine nắm giữ như Transipia và Kostiantinivka ở vùng Donetsk. Lực lượng Nga tiến về phía tây bắc Abdiivka chiếm các khu định cư quan trọng Thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Hoa Kỳ đã báo cáo vào ngày 29 tháng 7 rằng lực lượng Nga đã đạt được những thành tựu chiến thuật đáng chú ý ở phía tây bắc Abdiivka, bao gồm việc chiếm được Novoselivka, Persia như một phần trong nỗ lực đang diễn ra nhằm bao vây lực lượng Ukraine theo hướng Bobrovsk. Theo Viện ISW, các cảnh quay định vị địa lý cho thấy quân đội Nga nắm giữ các vị trí ở phía tây Novoselivka-Persa, phía tây bắc Abdipka, xác nhận rằng quân đội Nga gần đây đã chiếm được toàn bộ khu định cư. Báo cáo chỉ ra những bước tiến xa hơn của Nga trong khu vực, nêu rõ các cảnh quay định vị địa lý bổ sung được công bố vào ngày 29 tháng 7 cho thấy lực lượng Nga gần đây đã tiến đến một bức tường chắn gió ở phía tây Vopche, cũng ở phía tây bắc Abdipka và phía tây bắc novoselipka persa Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát Vodche phù hợp với đánh giá của ISW về tình hình. Các nguồn tin của Nga cho biết lực lượng đã chiếm được hơn một nửa Vesel và đang tiến về các khu định cư lớn hơn ở Novohorodipka và Selidov. Bộ tổng tham mưu Ukraine báo cáo tỷ lệ tấn công cao của Nga vào các khu vực xung quanh Avdiivka, đặc biệt lưu ý đến hoạt động dữ dội gần Prohres, Novo Oleksandrivka Timo Fipka và Zelen ISW cũng ghi nhận những bước tiến của Nga về phía tây nam của thành phố Donetsk, với các cảnh quay được định vị địa lý cho thấy lực lượng Nga tại một bức tường chắn gió ở phía nam Kostiantynivka. Các blogger quân sự Nga tuyên bố những bước tiến trong và xung quanh Krasnohorivka, mặc dù ISW chưa xác minh độc lập những tuyên bố này. Bộ tổng tham mưu Ukraine báo cáo đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần Velika, Novo, siêu ca ở khu vực biên giới Donetsk, Zabrychia, nơi các thành phần của lữ đoàn súng trường cơ giới số 60 và trung đoàn súng trường cơ giới số 1472 của Nga được cho là đang hoạt động. Tổng thống Slovakia cảnh báo rằng nếu Ukraine không mở vang dầu Nga sang châu Âu, Thưa quý vị, Tổng thống Slovakia Robert Fico cảnh báo sẽ cắt nguồn cung nhiên liệu DSN cho Ukraine nếu Kiev ép không nối lại hoạt động trung chuyển dầu từ Nga sang Trung Âu. Nếu hoạt động vận chuyển dầu của Nga qua Ukraine không sớm được nối lại, Snoplab, công ty lọc dầu Slovakia, sẽ không cung cấp nhiên liệu DSN cho Ukraine. Ông Fico đưa ra cảnh báo rằng Snoplab hiện đang đáp ứng một phần mười nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu DSN của Ukraine vào tháng 6 năm 2024, Kiev đã áp đặt lệnh trừng phạt, chặn hoạt động vận chuyển dầu thô của tập đoàn Lukoil của Nga đến Trung Âu. Lý do mà Kiev đưa ra là nhằm tác động tới nguồn thu mà Nga sử dụng cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Lệnh cấm của Kiev không áp dụng cho các nhà xuất khẩu dầu khác của Nga vẫn sử dụng đường ống. Vào hôm 17 tháng 7, Ukraine khóa vang đường ống dẫn dầu Drus-3 chạy qua lãnh thổ nước này tới Hungary và Slovakia. Tổng thống Slovakia Fico đã chỉ trích mạnh mẽ động thái của Ukraine, nói Slovakia không phải là con tin trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Động thái của Kiev đã gây ra tình trạng thiếu dầu ở Hungary và Slovakia do hai quốc gia này chủ yếu nhập khẩu dầu từ Nga, từ tập đoàn Lukoil, Tuần trước, ông Phi Cầu nói đã đề nghị với Thủ tướng Ukraine Denis Mingan về một giải pháp kỹ thuật để khôi phục nguồn cung dầu từ Nga. Ukraine hiện chưa đưa ra phản ứng với bình luận của ông Phi Theo hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hòa Xã, Slovakia muốn Ukraine khôi phục ít nhất là một phần nguồn cung dầu từ Nga vì các nguồn cung dầu khác đắt đỏ hơn và có thể không tương thích với nhà máy lọc dầu ở Slovakia. Nghị sĩ Ukraine Inna Sobson gần đây tiết lộ, lý do Ukraine khóa đường ống dầu là nhằm gây sức ép với Hungary. Chính quyền của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã nhiều lần chỉ trích chính sách hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu EU, cảnh báo ngăn Ukraine tiến tới gia nhập EU và NATO. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Ukraine chặn nguồn cung dầu của Nga sang Trung Âu vì lý do chính trị và nói việc chặn đường ống gây ra tình hình rất nghiêm trọng ở một số nước châu Âu. Tổng thống Zelensky cùng với tướng Svytsky thi sát tiền tuyến ở Kharkov dưới làng đạn pháo của Nga. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky đã đến tiền tuyến ở khu vực Kharkov. Người đứng đầu nhà nước công bố video có liên quan từ hướng Kharkov trong lời chúc mừng các quân nhân nhân ngày lực lượng tác chiến đặc biệt MTR của quân đội. Ông Zelensky nói, Bộ Chỉ huy tiền tuyến các lực lượng hoạt động đặc biệt của lực lượng vũ trang Ukraine quận Vonchan, vinh dự được đến đây hôm nay và chúc mừng các binh sĩ MTR của chúng ta nhân ngày lễ chuyên nghiệp, chúc mừng họ với các giải thưởng nhà nước. Tổng thống cảm ơn những người lính vì sự dũng cảm của họ, vì những hoạt động anh dũng của họ trong cả phòng tuyến của kẻ thù, cũng như trong quá trình bảo vệ và giải phóng các thành phố và làng mạc của chúng ta. Trong bài phát biểu của mình, nguyên thủ quốc gia gọi hướng Kha Cốp là một trong những hướng khó khăn nhất. Tổng thống Zelensky lưu ý, cả đất nước đang trông chờ vào các bạn, chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Theo văn phòng tổng thống, ông Zelensky và tổng tư lệnh Zelensky đã nghe theo báo cáo từ chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt Alexander Shepard về chiến lược phát triển MTR cũng như các nhiệm vụ đã hoàn thành và theo kế hoạch. Ngoài ra, chuẩn tướng Alexander Trebak cũng nói về ba lĩnh vực hoạt động chính của MTR, hoạt động tâm lý và hành động phi động lực, phong trào kháng chiến trên các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng và hoạt động của các đơn vị lực lượng đặc biệt. Ngoài ra, cải cách và phát triển hơn nữa năng lực của MTR đã được thảo luận để phù hợp với những thách thức hiện đại và sử dụng kinh nghiệm tốt nhất trên quốc tế và trong nước, tích lũy được kể từ năm 2014. mỹ bơm thêm tiền khủng cho ukraine moscow phẫn nộ Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov nói rằng Mỹ nên tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội trong nước và khoản nợ quốc gia ngày càng tăng của đất nước thay vì phân bổ thêm viện trợ cho Ukraine. Washington tiếp tục đốt những khoản tiền khổng lồ trong lò lửa xung đột Ukraine và họ làm điều này trong bối cảnh nợ quốc gia của Mỹ đang ở mức kỷ lục. Số nợ theo thông báo ngày hôm nay lần đầu tiên đã vượt trên 35.000 tỷ đô la Mỹ ông antonov nói với các nhà báo và lưu ý rằng có thể hình dung những khoản tiền này sẽ mang lại những lợi ích gì nếu chúng được dùng để giải quyết nhiều vấn đề kinh tế xã hội khác nhau ở chính mỹ bằng cách tiếp tục hỗ trợ ukraine mỹ chỉ đang kéo dài cuộc xung đột làm số nạn nhân ngày càng gia tăng nhà ngoại giao nói thêm Hôm thứ Hai, Lầu Năm Góc thông báo Mỹ phân bổ 1,5 tỷ đô la Mỹ từ quỹ hỗ trợ Ukraine. Ngoài ra, Kiev sẽ nhận thêm số vũ khí trị giá 200 triệu đô la Mỹ, được cấp trong phạm vi quyền hàng của Tổng thống. Như vậy, theo số liệu của Lầu Năm Góc, tổng số tiền Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong nhiệm kỳ Tổng thống của Joe Biden đã vượt trên 56,1 tỷ đô la Mỹ. Ngày 29 tháng 7, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố danh sách các loại vũ khí sẽ được chuyển giao cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự tiếp theo trị giá 200 triệu đô la Mỹ, cũng như gói quốc phòng sắp tới trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Đầu năm gốc đã báo cáo rằng Mỹ đã phân bổ gói 200 triệu đô la thông qua cơ chế thẩm quyền xuất quân của Tổng thống, nghĩa là vũ khí đang được chuyển trực tiếp từ các kho dự trữ của quân đội Mỹ. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Mỹ còn công bố khoản phân bổ khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ trong sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, USAI, trong đó có điều khoản ký kết các hợp đồng dài hạn với các nhà sản xuất vũ khí. Cả hai gói hàng đều chứa đạn dược cho hệ thống HIMARS và NASAMS cũng như đạn dược phòng không tầm ngắn và tầm trung, tên lửa RIM-7 phòng không, đạn pháo 155mm và 105mm, đạn cối 120mm và đạn dược chính xác trên không. Danh sách này cũng bao gồm các hệ thống chống thiết giáp Javelin và AT4, tên lửa chống tăng dẫn đường cao, thiết bị tác chiến điện tử vô tuyến, vũ khí nhỏ thuốc nổ, hệ thống liên lạc an toàn, dịch vụ hình ảnh vệ tinh thương mại và phụ trùng thay thế. Thưa quý vị, tin tức hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tối nay tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.